佛教智慧故事。Đỉnh núi Vọng Tử. Chuyện kể rằng, sau khi Nhi Đăng Cổ Phật thành Phật, ở nhân gian thị hiện rất nhiều kỳ tích không thể nghĩ bàn. Tại Ninh Châu có một câu chuyện như thế này. Phu nhân, uống chút thuốc đi ạ. Uống cũng uống công mà thôi. Phu nhân uống đi mà, nói không chừng bài thuốc lần này thực sự hữu dụng thì sao? Tiên sinh nói sao vậy? Ông nói đi chứ. Quẻ bói toán đó tiên sinh nói... Nói cái gì, tức chết đi được mà. Nói rằng lão gia chủ định trong mạng không có con. Tôi đã nói rồi mà, uống thuốc này cũng uống công thôi mà. Lão gia, nghe nói ở nhàm quân khánh cổ Phật trong chùa Nam An rất đại từ đại bi, có cầu tất linh. Lão gia phu nhân chẳng có gì trở ngại hay đến đó khẩn cầu, có cầu tất ứng. Lão gia chỉ bằng chúng ta hãy đi đến đó một chuyến đi. Nghỉ ngơi một chút đi thôi. Chúng ta đã đi được 2 canh giờ rồi, còn bao xa nữa vậy? 35 dặm nữa. Còn Dư Mộ đã biết đến số mệnh trong nhiều năm. Tội bất hiếu có 3, không có gì lớn hơn tội bất hiếu là không có người nói giỏi. Và họ Dư chúng con 3 đời độc truyền, không thể đến đời này của con bị đoạn tuyệt hương hỏa được. Đệ tử ngay bây giờ hướng đến cổ Phật mà cầu nguyện, cầu xin Ngài mở lòng từ bi ban cho con một đứa con trai để kế tục ạ. Một ngàn, một ngàn. Lão gia, rốt cuộc giấc mộng này là ý gì vậy ạ? Tôi hiểu ra rồi, ý nghĩa chính là bảo chúng ta làm 1000 việc thiện đó mà. Ồ, đúng, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra vậy? Nhưng mà lão gia, chúng ta tính xem mỗi một ngày làm 1 việc thiện, 1000 việc thiện này cũng phải làm hơn 3 năm đó. Hay chúng ta cũng đã đợi 30 năm rồi còn gì, xem 3 năm nữa cũng không hề gì, phải suy nghĩ nên làm như thế nào đây? Thưa lão gia. Ừ. Thưa phu nhân. Đã đưa đi rồi à? Vâng ạ, họ vui lắm ạ. Những tấm vải đó đủ cho 3 đứa trẻ, mỗi người may được 2 bộ quần áo. Hay, một người quá phụ mà nuôi 3 đứa con như vậy cũng đáng thương rồi. Vào mùa đông lại mang tặng cho họ mấy cái bông nữa. Phu nhân, bà và lão gia thật là lương thiện. Một tháng sau. Xin đợi một chút. Công đức vì bà đã từng cứu hàng trăm con kiến nên 1000 việc thiện sớm đã được viên mãn. Chẳng bao lâu nữa bà sẽ mang thai như mong muốn. Hai năm sau, chúc mừng Dư lão gia. Cùng vui nào, các vị uống thêm mấy ly nữa nha. Ta tìm ngươi hết cả buổi rồi, ngươi còn không mau đi tiếp khách. Dạ vâng, thưa lão gia. Lão gia, bắt đầu từ bây giờ chúng ta vui mừng khi có con trai chăm sóc rồi, còn đi cầu nguyện gì nữa chứ? Đúng rồi phu nhân, suýt chút nữa ta quên mất. Chờ con trai thức dậy chúng ta bồng bế con trai cùng đi đến cảm ơn cổ Phật nha.
Hả, lão gia, ông nhìn xem, con trai hình như không còn thở nữa rồi. Con trai nó tắt thở rồi. Đừng khóc nữa, chúng ta hãy đi đến cầu xin cổ Phật đi. Cổ Phật pháp lực vô biên, nhất định sẽ cứu được con trai mình sống lại. Tất cả là lỗi của con không nên lấy cái chăn trùm lên kín mít như vậy, làm cho con trai con bị chết ngạt. Phật ơi, con cầu xin ông phát tâm đại từ bi cứu lấy con trai của con đi. Nó mới có một tuổi thôi mà, tất cả đều trách con. Con trai đầy năm không nên giết gà giết dê làm vật cúng tế, bày yến tiệc đãi khách tạo tội sát sanh. Con từ nay về sau nhất định sẽ ăn chay niệm Phật, không tạo nghiệp sát sanh nữa. Phu nhân, bà nhìn xem ở phía trước kìa, đứa trẻ đó giống con trai mình quá. Đúng rồi, là con trai. Con trai mình sống lại rồi. Sau đó phu nhân nhà họ Dư đem nửa gia tài của mình bố thí cúng dường tăng chúng. Từ đó về sau ăn chay niệm Phật, tích đức hành thiện. Vì câu chuyện ngắn này mà người đời sau liền lấy núi Nam An, nơi mà có hai hòn đá cao 20 dặm, đặt tên đỉnh là núi Vọng Tử. Phật giáo trong nhiều kinh điển luôn nhắc đến công đức cúng dường hương rất nhiều, như là: một, tội chướng tiêu trừ; hai, phước báo đầy đủ; ba, đời sau được sanh vào nhà tôn quý; bốn, cầu gì được đấy; năm, viễn ly ác thú; sáu, mau được giải thoát. Namo Amida Phật.
phần. Nam mô A Di Đà Phật.